Thưa quý khán giả, Mỹ Ngọc đang có mặt tại bờ biển Thạnh Hải thuộc huyện Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre. Ở đây thì có rất là nhiều loại hải sản phong phú như là tôm, cua, cá thì đủ loại hết. Tuy nhiên trong hành trình tìm kiếm sản vật phương Nam hôm nay thì chúng tôi sẽ đi tìm một loại rau, hay nói đúng hơn là một loài cây dại mà trước nay ít người biết đến. Quý khán giả có biết không, ở xứ biển Thạnh Hải của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre thì người dân chủ yếu trọn trồng những cái loại cây hợp thổ nhưỡng như là khoai mì, khoai lang hay là củ sắn. Tuy nhiên cũng giống như những cái loại nông sản khác thôi, chuyện trúng mùa rớt giá thường xuyên xảy ra, cho nên bà con ở đây luôn trăn trở về một loại cây trồng phù hợp. Dạ chào anh. Anh ơi, anh đang hái rau gì vậy anh? Đây là cũng như là mình đào những cái rễ sâm và rau sâm, sâm biển mình á. Sâm biển hả anh? Nó còn có tên gọi khác là sa sâm nữa phải không anh? Khoa học người ta gọi là khoa sa sâm, nhưng còn đây là dân mình đây mình kêu gọi là sâm thiên nhiên. Vậy là đúng rồi, đây chính là loại rau mà Mỹ Ngọc đang tìm trong hành trình sản vật phương Nam ngày hôm nay. Bà con mình dùng nó như thế nào anh? Ví dụ cái lá, lá vậy là mình ăn, dùng để làm rau mình ăn là nó rất tốt cho sức khỏe, mát. Rồi cái rễ mình có sử dụng được không anh? Dạ, cái rễ thì mình để làm nước uống cũng vào tháng chắc cỡ tháng giêng tháng hai. Thì tự nhiên trong người tôi bị đi tiểu không được, chịu không nổi, mới đi ra ngoài đất dưa làm dưa cái nhổ lên được chắc cỡ khoảng 200 gram. Tôi đem vô rồi tôi rang, chế nước nóng vô để trong cái bích. Mấy bữa đó là nóng nảy người lắm, tôi dành uống luôn, đem theo tôi để tôi mặn dưa tôi uống. Tôi uống ngày trước là thấy nó đi tiểu hơi đỡ đỡ chút, hết nóng nhiệt người mình á. Qua ngày sau tiểu ra 2 cục, vô rửa sạch coi là 2 cục sỏi. Rồi từ đó tới giờ là cảm thấy khỏe người. Đối với người dân địa phương thì đây chỉ là một loài rau dại thôi, nhưng mà đối với các nhà khoa học thì đây lại là dược liệu quý. Và loại rau này cũng chính là lựa chọn khởi nghiệp của một nông dân thời 4.0. Ngay bây giờ chúng ta hãy đến trang trại sa sâm của anh để thấy rau dại được lên đời như thế nào nhé. Sa sâm một phổ biến trên các bãi cát ven biển và được phát hiện vào năm 1891. Cây có tên khoa học là L. sarmentosa, phân bố ở Ai Cập, bờ biển Tây Phi Châu, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Năm 2002, một nghiên cứu liên kết giữa Việt Nam và Nhật Bản tìm kiếm tác dụng chống oxy hóa từ 77 loài thảo dược tại nước ta, trong đó có sa sâm Việt. Đến năm 2010, nghiên cứu thuộc Trường Đại học Gurbara, Ấn Độ so sánh tác dụng chống oxy hóa của các loại dịch chiết của lá sa sâm. Kết quả cho thấy, dịch chiết ethanol từ lá của sa sâm Việt được xem là có tiềm năng cho tác dụng chống oxy hóa tốt hơn cả. Hiện nay thì mình đang phân tích nó có 3 cái phần. Thứ nhất là cái hàm lượng saponin. Thứ hai là polyphenol là chất chống oxy hóa. Thứ ba là trong cây này có hàm lượng cái muối vô cơ cũng rất là cao. Thì trước đây khi mà mình đem cái cây này từ thiên nhiên về thì hàm lượng saponin nó chỉ đó là 1.7 thôi. Nhưng mà sau khi mình về mình trồng á, đến thời phút này, thời điểm này á, thì cái hàm lượng saponin của nó rất là cao, nó là 12.54%. Dùng ven biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre mùa này liên tục có những cơn mưa dai dẳng. Đây cũng là vùng đất khó đối với sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng người đàn ông 45 tuổi này đã phát hiện ra loài cây trồng quý và anh tin chắc rằng sẽ giúp anh cũng như những nông dân địa phương làm giàu. Điều đáng quý và bất ngờ ở chỗ, đang là chủ một gara lớn giữa thành phố Bến Tre, nhưng người đàn ông này đã mạnh dạn bỏ về vùng quê để khởi nghiệp lại từ đầu. Tất cả xuất phát từ niềm đam mê nông nghiệp và ước muốn tạo nên sản phẩm đặc thù cho địa phương. Phát hiện là một chuyện, còn trồng được hay không lại là chuyện khác. Nếu nó khó thì không biết là bao nhiêu để mà kể. Bởi vì một ở trên cái vùng cát nóng mà gió, nắng mà gió như thế này đó, thì để trồng một cái loại giống như một loại rau như thế này nó không đơn giản. Có những lúc mà trời mưa thì nó cũng chết, mà nắng quá thì nó cũng không còn.
À, mà quan trọng nữa câu chuyện là để trồng cái đó nó sống không là không phải đơn giản, mà trồng làm sao để nó vừa có được cái năng suất, vừa có được cái chất tăng, chất cái những cái hoạt chất có lợi. Có bao giờ anh bị thất bại chưa? Cái này phải nói hàng trăm lần chứ không phải là một lần. Khi thành công ở trong cái thời điểm này thì thời điểm sau nó lại thất bại. Bởi vì khí hậu, vì thời tiết, thì vài tháng sau thời tiết nó lại khác, thì lại tiếp tục là thay đổi. Một cái cây trồng mà nó quá rủi ro như vậy và nhiều lần thất bại đến như vậy thì tại sao anh lại gắn bó với nó tới thời điểm này? Tôi nghĩ không có gì là không thể nếu chúng ta không đam mê. Cái thứ hai nữa là với thời điểm bây giờ chúng ta có khoa học và công nghệ, thì những cái khó đó nó chỉ làm cho chúng ta chậm một tí thôi, chứ không thể cản cái được thành công được. Quan trọng là chúng ta có bền chí và có chấp nhận dấn thân cùng với nó hay không. Tôi muốn rằng nếu tôi xây dựng xong quy trình trồng cái loại sâm này thì chuyển giao cho bà con để bà con có một cái giống cây trồng mới mang lại cái hiệu quả kinh tế cao, mà bản thân doanh nghiệp cũng làm ra một cái sản phẩm mới cho quê hương mình. Phải mất hơn 200 lần thực nghiệm, anh Dũng mới nắm bắt được bí quyết trồng sa sâm. Tháng 8 năm 2017, anh quyết định thuê 1,5 hectare đất phân lô trồng luân phiên để có thể thu hoạch gối đầu. Được bao tiêu đầu ra nên những nông dân trồng dùng cũng mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ củ sắn, dưa hấu sang trồng sa sâm, và bước đầu đã mang về hiệu quả. Thì nói chung nó cũng nó trung bình thì nó bền hơn, còn ở bên trồng cái màu bên kia thì cái đầu ra thì nhiều lắm lúc thì tùy theo năm thời vụ á, có giá nó cao hơn này à, mà nếu nó thấp nó vẫn thua. Thì nó mình thấy cái nông dân mà mình lấy cái lâu dài sống thì nó bền hơn. Ở đây là mình sẽ trồng theo cái quy trình gì khác, đảm bảo rau an toàn, là mình không có xài phân hóa học mà mình chỉ xài phân hữu cơ thôi, mà mình bón lót phân chuồng. Nếu mà mình đưa lên cái quy trình mà của Việt Gáp á, thì cái rau sạch thì cái giá trị nó tăng lên gấp đôi. Cây sâm mình mang về mình trồng trên đất cát này với lại một cây sâm mọc tự nhiên ở ngoài biển á, thì cái dược tính nó có khác nhau không chị? Cái đó nó khác nhiều lắm. Tại vì cái cây ở ngoài thiên nhiên làm á, thì cái hàm lượng mà saponin á, nó chỉ nó có 1%. Khi mà đem về đây trồng á, thì hôm rồi để đem lên mà đem đi test á, kiểm tra thì nó hàm lượng nó lên tới 10%. Rồi. Dù được chăm sóc tốt, nhưng sâm biển cho năng suất khá thấp, chỉ khoảng 200 kg lá trên 1.000 m². Nhưng với tỷ lệ dược tính tuyệt vời của mình, sa sâm đang dần chiếm được niềm tin của người dùng và tạo hướng đi bền vững cho sa sâm Bến Tre. Khi trồng cho đến khi thu hoạch thì thời gian khoảng bao lâu ạ? Đối với một cây sa sâm này, khi bắt đầu nhân giống và gieo xuống ấy, chúng ta trồng khoảng chừng 4-5 tháng thì cái cây có thể sinh trưởng tốt. Mà lúc đó có thể cho lá, thì chúng ta thu hoạch cái lá này trong khoảng 30 ngày là thu hoạch một lần. Hiện nay nếu mà cái vụ sâm như vậy là chúng ta thu hoạch khoảng chừng 6 đợt lá. Mình thu hoạch thời điểm nào là hợp lý anh ạ? Buổi chiều mát và mình thu hoạch nó tốt hơn. Nó phải tích tụ mà nó quang hợp. Và chính vì vậy trong nó mang trong mình nó dưỡng chất là nhờ những cái quang hợp của nó. Như vậy sau khi thu hoạch xong thì mình phải trồng lại ngay không ạ? Ngày xưa thì cái này trong thiên nhiên nó chỉ vào có tháng 7 đến tháng 9 là nó kết thúc. Và nó rụi và nó chết đi. Rồi sang năm mùa mưa nó lên lại. Còn bây giờ cái quy trình mình kiểm soát được, mình có thể trồng được quanh năm. Vì vậy là sau khi thu hoạch là chúng ta có thể trồng lại được. Hiện giá một ký sâm biển tươi chỉ khoảng 40 đến 50 ngàn đồng. Nhưng với quy trình trồng sạch, an toàn thì giá tăng cao gấp đôi. Còn rau sâm chấm cá kho hay nấu canh thịt bằm đối với bà con miền biển Thạnh Phú đã trở thành quen thuộc. Ở quê biển là vậy, cá mắm lúc nào cũng có sẵn, còn rau sạch thì cứ thế mà dùng. Lần đầu tiên em được ăn cái sâm biển này luôn á. Cảm giác thì nó hơi nhẫn nhẫn một chút xíu. Dạ. Nhưng mà đặc biệt thì chấm với nước thịt kho thì tuyệt vời. Cái sâm biển này thì ngoài ăn sống như thế này ra thì mình còn ăn được những cái món nào khác không anh? Em có thể làm rau để nhúng lẩu nè. Và em có thể nấu canh nè.
có thể làm gỏi. Làm gỏi rất là ngon, ăn ngon ngủ ngon, rất là tốt cho sức khỏe. Dạ. Sau bữa cơm đậm vị miền biển, anh Dũng cùng người dân địa phương lại tiếp tục với công việc thường ngày. Họ đang cố trồng sâm trên cát, hay nói đúng hơn là phát triển loại cây quý trên vùng đất khó. Tuy nhiên, trồng cây nhưng không bán lá để sử dụng như các loại rau thông thường. Thời gian qua, anh Dũng phối hợp với các chuyên gia của trường Đại học Nguyễn Tất Thành nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm giá trị gia tăng bằng cách sấy khô sâm và nghiền thành bột uống, dược phẩm. Dù là những sản phẩm mới, nhưng thị trường bước đầu đón nhận và ưa chuộng. Phải mất bao lâu thì anh mới cho ra được những cái sản phẩm tinh chế từ sa sâm như thế này ạ? Từ khi mà chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu ra sản phẩm thì nó cũng khoảng 8 tháng. Thì hiện tại cái tín hiệu của thị trường như thế nào ạ? Hiện nay thì những người sử dụng là người ta rất là thích. Bởi vì thật sự cái sản phẩm trên thị trường của mình là cái sản phẩm hình như là tới thời điểm này là chưa có một cái sản phẩm như thế này. Cái sản phẩm này thì nó có một cái công dụng đặc biệt là những người bị nấm da đó. Thì nếu mà sức vào thì trong chỉ chân trong vòng 2-3 lần sức là cái nấm da nó sẽ hết. Và nó tái tạo cho người ta một cái lớp da mới. Như chia sẻ của anh Dũng thì sâm biển không chỉ dùng làm thực phẩm, dược phẩm mà còn làm cả mỹ phẩm. Hiện nay anh Dũng đang xúc tiến ngành nông nghiệp địa phương công nhận chỉ dẫn địa lý cho cây sa sâm, đồng thời đưa khoa học và công nghệ vào chế biến thêm những sản phẩm giá trị gia tăng khác, nâng giá trị rau dại lên hàng chục lần. Khởi nghiệp lại ở tuổi 45 không uổng phí khi cây sa sâm đã giúp anh giành giải nhì cuộc thi dự án khởi nghiệp lần 4 và là đơn vị duy nhất của Bến Tre tham dự ngày hội khởi nghiệp khoa học quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng. Hiện nay thì bên anh đó là xây dựng một trang thương mại điện tử có app và tích hợp vào cái hệ thống các cái trang mạng YouTube. Anh quay những cái video hướng dẫn sử dụng, rồi là khách hàng có thể mua ở từ ở trên trang fanpage của công ty, Facebook có thể tải app về mua ở trên app. Ngoài ra thì thị trường thì hiện nay là cũng đang có thị trường ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái sản phẩm bột sâm Việt 3 trong 1. Dạ, bột uống ha. Đúng rồi. Cái này thì nó có 3 thành phần. Một là bột sâm, một kem từ thực vật, và 3 là một loại đường từ thực vật mà tụi anh đang sở hữu công thức làm 3 loại đường này. Rất là dễ uống anh ạ. Nó béo béo mà không ngọt lắm, mà nó thoang thoảng cái hương của sâm nữa. Và đặc biệt là uống cái này là đẹp da đúng không anh? Nó sẽ thải độc cơ thể, từ thải độc nó mới làm da mình nó mới đẹp. Nó thanh lọc. Thanh lọc cơ thể. Được biết là anh Dũng vừa đạt được giải nhì của cuộc thi dự án khởi nghiệp do BSA tổ chức. Thì xin được chúc mừng anh. Và trong cái thời gian tới thì anh dự định cái tương lai cho cái cây sa sâm thì như thế nào ạ? Có thể nói rằng tới thời điểm này là mình đã đi 50% của đoạn đường rồi. Từ một cái loại cây mà chưa ai hiểu về nó, biết về nó, và mình đã đưa lên, mình viết được câu chuyện về sa sâm Việt để cũng để mọi người biết đến. Còn một cái đoạn đường nữa mà mình phải đi, đó là mình phải đưa cái sản phẩm ra thị trường đến tay người tiêu dùng. Mặc dù là hiện nay là cái khách hàng rất là tin dùng, nhưng mà cần phải truyền thông nhiều hơn, đưa cái sản phẩm này định vị một cái thương hiệu ở trên ở thị trường, thì lúc đó đó nói là câu chuyện phía sau là một câu chuyện viết lên cái làng sâm Việt. Tôi muốn xây dựng nơi đó thành một cái làng sâm Việt, một cái nơi mà có thể du khách có thể đến đó nghỉ ở đó, ăn những sản phẩm làm ra từ sa sâm Việt, mua những cái sản phẩm từ sản xuất từ sa sâm Việt có đem về làm quà tặng. Và tôi muốn thay đổi cái kẹo dừa Bến Tre trở thành cái kẹo dừa sa sâm. Có rất nhiều trăn trở trong cái việc làm cái cây sa sâm này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta đủ cái đam mê thì chúng ta sẽ thành công.
Thì tôi nghĩ rằng cuộc đời giá trị là khi mình làm được cái gì chứ không phải mình có được cái gì. Anh nghĩ thì nông dân mình có thể làm giàu với cây sa xăm trong tương lai được không? Đó là cái mục tiêu tôi hướng đến và tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ làm được điều đó. Tới đây khi mà tôi đăng cái tạp chí có trên cái tạp chí khoa học quốc tế và cái sự phát hiện này thì giá trị cây sa xăm nó không còn là một loại cây không ai biết đến. Thì cây sa xăm sẽ là một cái cứu cánh, là một cái thay đổi cái vùng đất đầy cát nắng gió đó để mọi người có cái cuộc sống trụ lực sung túc hơn. Một loài rau dại để trở thành một sản phẩm giá trị gia tăng như thế này là cả một quá trình tìm tòi nghiên cứu và trong đây có cả sự đam mê nữa. Có người cho rằng Việt Nam chúng ta đang sống trên một rừng thuốc nam, thảo dược nhưng chưa biết cách tận dụng. Và Mỹ Ngọc nghĩ rằng nhận định trên là đúng. Vấn đề còn lại ở đây là việc dám nghĩ, dám làm để biến những sản phẩm bình thường trở thành giá trị. Hy vọng là câu chuyện về cây sa xăm ngày hôm nay sẽ tiếp thêm chút lửa cho những ai đang chọn nông nghiệp làm hướng đi. Và đến đây thì hành trình tìm kiếm sản vật phương Nam xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chuyến hành trình tiếp theo.